quý vị theo dự kiến phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 10 năm 2024 và ngày 14 tháng 10 năm 2024 tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về những nội dung sau. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, dự án luật nhà giáo lần 2, dự án luật công nghiệp và công nghệ số, dự án luật đầu tư công sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia, dự án luật dữ liệu Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án hình sự. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024 báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2024, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, cho ý kiến đối với báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, cho ý kiến đối với báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, xem xét quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024, cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.